mặc đẹp nhở? Cháu chi nhở? Thế xin tiền thế này đó, mà anh có thế không? Thế ăn chưa thì mày cũng bảo không sao? Rồi, bye. Xin chào tất cả mọi người. Thì mọi người biết tình hình của mình là mình vừa mới xuất viện xong ấy, thì cơ thể của mình còn rất là yếu. Bác sĩ là có bảo là mình ở lại viện ấy để theo dõi nào ấy mọi người, nhưng mà mình do mình trước mình ở viện nên mình cũng không thích môi trường trong viện, nên là mình đã xin về. Và kiểu là buổi sáng hoặc là lúc nào bác sĩ cần ấy thì người ta gọi ấy thì mình sẽ sang để mình thăm khám với mọi người. Còn hôm nay ấy là sinh nhật Chi nên là mình cũng cơ thể mình rất là mệt, nhưng mà mình vẫn cố để dậy để đi sinh nhật Chi ấy mọi người, vì đây là em cô của mình nên là mình phải đi ấy mọi người. Không phải là phải đi mà mình như là chắc chắn phải đi. Chắc chắn phải đi rồi, cứ mệt tí thôi vào đây ngồi góp vui mọi người một lúc thôi là mình phải về mọi người. Còn mình ngồi ấy, bây giờ mình vẫn còn rất là tức bụng ấy, đau bụng ấy mọi người, nên là ngồi cũng không được lâu nữa. Cái Chi với mọi người đến đến trước rồi, nhưng mà anh Hoan với là chị Lan Anh ấy thì hai người thì lúc nào cũng đi theo mình rồi. Bây giờ vì mình không tự đi được ấy, với là yếu, mới là sợ là mình cũng bị mất máu nhiều ấy, sợ là ngất ấy mọi người, nên là đi đâu cũng phải có người đi cùng ấy, nên là rất là nguy hiểm. Bây giờ đây là túi phần quà của mình mua tặng cho Chi này mọi người. Đấy. Đó, bây giờ là mình sẽ vào tặng vào trong đấy đó. Vào trong đấy đó. Mẹ ăn rồi. Để bỏ con
đánh nó á. Hay phải bật chi bây giờ, hay tiếp tục nhận chi chi không phải buồn nữa. Kể nó. Mọi người đang mất người. Mọi người ngại rồi. Thôi mọi người, mọi người đi.